Trong số 20 di tích cụm di tích của hồ sơ di sản Yên Tử, khu di tích và danh thắng Yên Tử được xem là một trong những hợp phần quan trọng nhất, đóng góp tới 5 di tích cụm di tích. Chuyên gia UNESCO đã dành chọn 3 ngày để thẩm định thực địa toàn bộ các di tích, cụm di tích thành phần tại khu di tích và danh thắng Yên Tử. Hành trình từ chùa Bí Thượng lên đến chùa Đồng tại đây tái hiện gần như trọn vẹn quá trình tu hành hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, giúp làm rõ câu chuyện về giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Ta đã lên tới chùa Đồng, lên tới chỗ vị trí Phật nằm, lên đến chỗ bia Phật, rồi lên đến chỗ cổng trời, rồi đến chỗ tượng An Kỳ Sinh, rồi là bia cổng trời, vân vân. Tất cả những cái đó là nói lên là cái giá trị của di tích ở đây rất phong phú. Và đồng thời là cái khu này theo như bia đá để lại cũng như ghi chép và những cái hiện vật đang để lại thì là nó là cái khu mà cuối cùng trong cái con đường là tu đạo đi đến thành công. Vì vậy cho nên cái chùa còn gọi là chùa Thiên Trúc. Còn cái cõi trên này người ta gọi là cõi tiên, cõi Phật và cõi trời. Nhưng mà tôi đã nói rồi, khu nào cũng quan trọng. Các cái khu còn lại nó đều có các ý nghĩa lớn tương tự. Hệ thống đồ sộ các di tích bao gồm cả thiên tạo, nhân tạo, có lịch sử hàng nghìn năm, thể hiện các giá trị phong phú của khu di tích danh thắng Yên Tử, một trong những khu vực trung tâm của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Để phục vụ cho công tác thẩm định thực địa, cùng với tỉnh và các địa phương, các sở, ngành, đơn vị liên quan, thành phố Bí chủ động có kế hoạch thực hiện chi tiết cụ thể, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của UNESCO. Bên cạnh duy trì thường xuyên liên tục công tác bảo tồn di sản, địa phương cũng chú trọng chỉnh trang các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật cần thiết, đảm bảo giữ được giá trị gốc của di tích, đồng thời rà soát hoàn thiện các quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi tác động, xâm hại đến di tích. Quan tâm nhiều đến cái việc là rà soát lại cái công tác quản lý, bảo tồn và phát huy cái giá trị của nó trong những năm vừa qua. Những cái hạng mục mà cần phải tiếp tục chỉnh trang như là chỉnh trang các cái bổ sung thêm các cái bảng biển giới thiệu về khu di tích, làm rõ nổi bật cái giá trị đặc biệt của các cái quần thể, các cái điểm di tích trong cái quần thể di tích Yên Tử. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng mà đoàn IPCOMOT cũng mong muốn. Ngày mai, chuyên gia UNESCO cùng đoàn chuyên gia, nhà khoa học trong nước tiếp tục chương trình thẩm định thực địa tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng tại thị xã Quảng Yên.